bảo đảm ổn định, chủ động cái nguồn cung ứng đầu vào và giảm bớt cái sự phụ thuộc vào một số cái thị trường nào đó. Và tôi cho rằng thì những cái giải pháp đó cùng với lại cái việc chỉ đạo quyết liệt, cùng với cái sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và cùng với việc sẵn sàng đón nhận của các doanh nghiệp và người dân, thì tôi cho rằng là cái hiệu quả trong cái thời gian vừa qua đã rất tích cực, rất là có những cái giải pháp đúng chúng vừa trước mắt vừa lâu dài. Ở đây thì tôi muốn nhắc đến cái gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân, cái gói 62.000 tỷ đồng. Thưa giáo sư, là liệu cái gói này có tạo được cái nguồn cầu ở trong nước hay không? Vâng, thì chúng ta phải thấy rằng là cái chính sách hỗ trợ 62.000 tỷ thì rõ ràng đây là thể hiện một cái tinh thần nhân văn, sự cái quan tâm của Đảng và cái Chính phủ, và rất là kịp thời khi mà các những cái doanh nghiệp đang ở cái trạng thái ngủ đông cầm cự với lại những cái môi trường mới. Thì tôi cho rằng là cái gói này là nó sẽ tác động trực tiếp đến cái tăng cái thu nhập cho những cái đối tượng là bị yếu thế, mà ở đây thì xác định rất là rõ là bốn cái nhóm đối tượng yếu thế đấy, tức là người có công với lại cách mạng đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng này, rồi thì cái đối tượng bảo trợ xã hội thì đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, họ bị giảm thu nhập, thậm chí mất thu nhập. Cho nên là cái tinh thần là một miếng khi đói và một gói khi no, thì rõ ràng là không phải chỉ là động viên về mặt tinh thần, và thực chất là cũng là động viên rất lớn về cái mặt vật chất đó, để mà thông qua đây thì người dân tin vào Đảng, tin vào nhà nước, tin vào cái sản xuất kinh doanh ở cái trong nước, và đó cũng là một cái biện pháp trực tiếp để mà cái kích cầu cái tiêu dùng trong nước. Tất nhiên đây chỉ là một cái biện pháp ứng phó cũng chưa từng có và có cái tính chất là tức thời trong cái điều kiện có dịch, nhưng nó lại là một cái cơ hội để có thể lấy lại cái lòng tin của cái người tiêu dùng và tạo ra một cái tâm thế mới trong cái tiêu dùng để kích thích cái thương mại nội địa. Thưa ông Nguyễn Thế Dũng ạ, với những cái gói hỗ trợ như thế thì theo ông thì nó có thực sự là mang lại cái kích cầu cho người dân và cũng như là cái hiệu quả của cái doanh nghiệp bán lẻ như ông, và ông có kiến nghị thêm như thế nào về trong chính sách để doanh nghiệp có thể vượt qua được cái giai đoạn COVID ạ? Về phía doanh nghiệp thì chúng tôi đánh giá rất cao cái gói hỗ trợ 62.000 tỷ của Chính phủ. Thực sự chúng tôi kỳ vọng là với sự hỗ trợ này, những cái sự chi tiêu của Chính phủ trong thời điểm hiện nay có một ý nghĩa rất là quan trọng trong việc là kích cầu của xã hội, của người dân. Khi mà những người dân nhận được những cái hỗ trợ của Chính phủ thì họ sẽ mang những đồng tiền đấy ra chi tiêu ở trên thị trường, và từ đó một cái chuỗi giá trị hình thành, đó là từ các doanh nghiệp về kinh doanh bán lẻ cũng bán được nhiều hàng hơn. Từ đó mua hàng của các nhà sản xuất được nhiều hơn, các nhà cung cấp các nguyên vật liệu, rồi người công nhân cũng sẽ có việc làm nhiều hơn, và từ đó sẽ tạo ra một cái cú hích, một cái đà phát triển của nền sản xuất và thương mại nội địa, và tạo ra cái sự tăng trưởng của GDP cho nền kinh tế. Với cái sự phân tích như vậy thì có thể nói rằng là chúng tôi đang rất là kỳ vọng là cái gói 62.000 tỷ này sẽ được giải ngân sớm và tạo ra cho cái nhu cầu của thị trường tăng cao, và qua đó thì các doanh nghiệp liên quan đều có những cái cơ hội để phát triển, rồi duy trì mở rộng sản xuất của mình. Về phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, ngoài gói kích cầu thì cũng sẽ có những chính sách hỗ trợ về cơ chế chính sách, rồi về đặc biệt là những cái phần hỗ trợ về tín dụng và về mặt bằng. Thì với những cái hỗ trợ như vậy thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ có cơ hội để phát triển tốt hơn cho cái giai đoạn là COVID. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là từ các bộ ngành địa phương đến các doanh nghiệp thì đang nỗ lực chung tay phục hồi nền kinh tế khi Việt Nam cơ bản khống chế được dịch Covid-19. Và thời gian tới thì Chính phủ sẽ cùng các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực tận dụng tốt các cái cơ hội thuận lợi, chủ động giải quyết nhanh hiệu quả những khó khăn vướng mắc, xây dựng và trình Quốc hội phê duyệt các cơ chế chính sách đặc thù, các giải pháp đối sách mạnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh.
và có nhiều cơ sở để tin rằng là chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng cả Covid-19 và cả virus trì trệ trong năm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tham dự diễn đàn Chủ nhật hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Câu chuyện quốc tế. Câu chuyện quốc tế. Biên tập viên Thúy Ngọc rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu thông báo ý định rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mờ, một động thái khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại vì có khả năng tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu mới với những hậu quả khó kiểm soát. Nếu không có tiến triển trong đàm phán giữa các bên liên quan, Mỹ sẽ chính thức rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mờ sau 6 tháng nữa. Hiệp ước Bầu Trời Mờ được 34 quốc gia ký năm 1992, cho phép các thành viên gồm Mỹ, Nga và hầu hết các quốc gia châu Âu triển khai máy bay trinh sát mang camera và radar bay theo lộ trình được thống nhất trước trên lãnh thổ của nhau. Các chuyến bay nhằm mục đích giám sát hoạt động quân sự và xác minh việc tuân thủ các hiệp ước khác, giảm nguy cơ xảy ra hiểu lầm giữa các quốc gia. Ông Donald Trump cho biết quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mờ được đưa ra do Nga vi phạm các cam kết theo thỏa thuận, cáo buộc Nga đã hạn chế máy bay trinh sát của Mỹ bay qua khu vực lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad ở khu vực Baltic trong khuôn khổ Hiệp ước. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự hoài nghi lý do này của ông Donald Trump. Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này bày tỏ lấy làm tiếc về tuyên bố của Mỹ, đồng thời cho rằng việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mờ sẽ gây thiệt hại đáng kể cho an ninh châu Âu, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi việc có thể để cứu vãn một trong số ít trụ cột kiểm soát vũ trang toàn cầu này. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phải tổ chức họp khẩn. Trong đó, các nước đồng minh của Mỹ đã kêu gọi đối thoại với Nga nhằm buộc Nga tuân thủ các điều khoản của Hiệp ước, theo như cáo buộc của Mỹ, sớm nhất có thể. Phát biểu tại cuộc họp được tổ chức trực tuyến, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết. Chúng tôi cam kết đảm bảo việc kiểm soát vũ khí quốc tế, giải trừ vũ khí và không phổ biến vũ khí hiệu quả. Chúng tôi đồng ý rằng tất cả các quốc gia tham gia Hiệp ước Bầu Trời Mờ phải thực hiện đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ của mình. Tất cả các đồng minh NATO đều đã tuân thủ đầy đủ các điều khoản. Về Hiệp ước, Nga trong nhiều năm đã áp đặt các hạn chế chuyến bay không phù hợp với Hiệp ước. Tại nhiều cuộc họp thượng đỉnh của NATO, chúng tôi đã từng kêu gọi Nga tuân thủ các cam kết trong hiệp ước này. Dư luận nhiều nước châu Âu cũng bày tỏ sự thất vọng trước thông báo của Mỹ, cho rằng điều này đang làm giảm uy tín và vai trò của Mỹ trên thế giới, làm suy yếu an ninh của các đồng minh châu Âu cũng như toàn cầu. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cũng cảnh báo về nguy cơ của một cuộc chạy đua vũ trang mới với hậu quả khó kiểm soát. Chúng tôi lo ngại về cơ chế kiểm soát vũ khí giữa Nga và Mỹ đang ngày càng xấu đi. Các cơ chế kiểm soát vũ khí này đã đảm bảo lợi ích an ninh cho toàn cầu bằng cách kiểm soát các bên, tránh một nguy cơ chạy đua vũ trang. Tuy nhiên, chấm dứt các hiệp định này mà không có các thỏa thuận mới thay thế có thể tạo ra sự mất ổn định, thôi màu cho một cuộc chạy đua vũ trang mới nguy hiểm dẫn đến các hậu quả khó lường. Thưa quý vị và các bạn, viễn cảnh về một cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu mới khiến cộng đồng quốc tế sốt sắng kêu gọi Mỹ cân nhắc lại quyết định và giải quyết những vướng mắc bất đồng thông qua đàm phán. Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố vẫn có cơ hội tốt để chúng ta có một thỏa